Vâng, em Dương Hải Dương xin chào toàn thể các bác nhé. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì tiếp tục giới thiệu cho các bác là một mẫu xe Toyota Fortuner, một cái dòng xe gầm cao của dòng Toyota. Và con này nó là form mới rồi, đời 2012, số tự động một cầu. Vì vậy là cái dòng xe này thì với cái dòng form cũ so với dòng form cũ thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn nhé các bác nhé. Đấy, bởi vì đời 2012 một cầu thôi, chạy rất là thoát xe, form mới, đèn mắt xích rồi. Giá mẫu xe này thì hiện tại bên em đang bán mức giá là 495 triệu cho cái mẫu xe Toyota Fortuner biển Hải Dương này, 02638, biển rất là đẹp luôn. Xe thì 4 quả lốp gần như là còn 90 mấy phần trăm, rất là mới. Và cái dòng Toyota Fortuner này thì nó có cũng là một cái dòng xe phổ thông, được đánh giá là dòng xe phổ thông, không có nhiều cái chế độ điện tử cũng như là không có nhiều những cái option hiện đại như những dòng xe châu Âu, những dòng xe Đức được. Đấy, form mới của cái dòng Fortuner thì nó là trùng cái form Mỹ này, đời 2016 là cũng vẫn form này này. Đấy, 2012 số tự động một cầu thôi, vì vậy là mức tiêu hao nhiên liệu của nó tốt hơn. Đấy, và dòng gầm cao của dòng này thì nếu mà để đánh giá là cái dòng xe khá là lành máy, về cái chi phí sửa chữa là cực ít luôn các bác, chỉ gần như mua cái dòng xe này về cái vấn đề là chi phí bảo dưỡng là cực thấp luôn đối với cái dòng Toyota. Và bên cạnh các bác là mẫu xe Mercedes-Benz GLK 300, cũng là một cái dòng xe gầm cao của dòng Mercedes. Con này thì sản xuất năm 2009 với phiên bản số tự động 3.0. Dòng này thì được trang bị hộp số tự động 7 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đấy, mẫu xe này đang chào bán với mức giá là 485 triệu. Đấy, của dòng Mercedes, dòng này thì chạy cũng khá là ổn. Đấy, chạy sướng cực kỳ luôn, hộp số tự động 7 cấp nên là vì vậy là cái khả năng vận hành cũng như là khả năng nó tăng tốc của xe mượt mà hơn rất là nhiều. Đấy, và cái mẫu xe Fortuner thì giới thiệu cho các bác thì với cái tầm tiền là 495 triệu cho cái đời 2012 form mới này. Xe rất đẹp, biển Hải Dương. Cái dòng xe này thì mua về thì chạy các bác thì không lo về vấn đề chi phí bảo dưỡng nhiều, bảo dưỡng chi phí bảo dưỡng thấp hơn dòng này. Đấy, nhưng mà chạy thì không sướng bằng cái dòng Mercedes được. Bởi Mercedes nó là cái dòng xe sang. Đấy, tiền nào của đấy thôi. Bởi vì các bác nào thích ăn chắc mặc bền, chi phí sửa chữa chấp thấp thì lấy cái dòng Fortuner. Dòng này chi phí bảo dưỡng của nó cao hơn, nói thật là cao hơn mấy dòng Fortuner, nhưng nó lại chạy sướng hơn, an toàn hơn, nhiều option hiện đại hơn. Đấy, mà thương hiệu hơn, mỗi người thì có một cái sở thích khác nhau. Đấy, với cái dòng ăn chắc mặc bền như dòng Fortuner này thì bác mua về thì hoàn toàn yên tâm. Với form mới này thì nó rất là đẹp rồi. Đấy, đèn của nó là đèn mắt xích rồi. Đấy, dòng Fortuner thì các bác nhìn này, về cái phần nó đầu xe này nó cũng tương đối hầm hố, cao ráo. Đấy, hai hộp số tự động chạy cũng rất là nhà, đèn bi này. Đấy, em sẽ quay về cái phần nội thất cho các bác xem về cái mẫu xe Toyota Fortuner này. Xe rất là đẹp, ghế da của xe là vẫn là ghế da zin theo xe. Đối với cái dòng Fortuner thì nó chỉ được trang bị hai túi khí an toàn, nó không có nhiều những tính năng an toàn như những dòng xe mẹt kia được, đó là dòng xe phổ thông thôi. Đấy, hai túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, điều hòa, dòng này thì nó được sở hữu điều hòa auto. Đấy, hộp số tự động kèm theo số tay để cho các bác chạy cung đường khó về số tay này, hợp lý. Đấy, sàn thì trần ra trần thì vẫn là trần nỉ nguyên bản này. Đấy, cái xe này thì đánh giá là xe cũng rất là đẹp. Trên dòng Fortuner thì nó là cái dòng xe ăn chắc mặc bền, vì vậy là các đồ đạc của xe thì nó tương đối chắc chắn, phải nói với bác là tương đối chắc chắn luôn cái dòng xe này. À, tắp ni cánh cửa này. Đấy, tắp ni cánh cửa bên này này, cái da zin này. À, dòng này thì nó được trang bị 7 chỗ ngồi, hai dàn điều hòa. Còn con Mercedes thì nó chỉ được trang bị 5 chỗ ngồi thôi, nó là dòng xe gia đình trang bị 5 chỗ ngồi. À, chạy cũng rất là sướng. Hai cái dòng xe này phân khúc ngang tiền nhau, mỗi người có một cái sự lựa chọn riêng. Ví dụ bác thích Mercedes thương hiệu chạy sướng, một bác thích ăn chắc mặc bền Fortuner, chạy cũng đều là những dòng xe chạy chất cả, hai thương hiệu khác nhau, gầm cao. Đấy, với cái tầm tiền 495 triệu tại bên em đang bán ra thì một cái mức giá hợp lý cực kỳ so với thị trường. Các nào mà quan tâm đến cái mẫu xe Toyota Fortuner này thì có thể là vui lòng liên hệ với em cũng như là nhắn tin cho em qua số Zalo 0829 777 777. Đấy, còn đây là hàng ghế thứ ba của cái mẫu xe Toyota Fortuner. Xe rất cứng và liền nạc. Đấy, một số tự động tích tắc, gầm cao.
các bác nhìn về cái tổng thành chi tiết của cái mẫu xe Toyota Fortuner thì nó cũng rất là đẹp đúng không? Dòng xe phổ thông rất là đẹp. Đấy. Đây là Mercedes này. Con này là GLK 300 2009, đăng ký lần đầu năm 2010. Hộp số tự động 7 cấp. Con này thì hộp số tự động của nó là hộp số 7 cấp, vì vậy các bác chạy rất là xe này êm ái mượt mà hơn. Đây là cái phần nội thất của con GLK đây. Con này thì chủ xe đổ lên màn hình, camera lùi đầy đủ hết, điều hòa auto. Đấy. Về form dáng, về cái nội thất của cái dòng GLK thì nó đẹp, phải nói là dòng xe này nó là dòng xe sang rồi, nó rất là đẹp. Ghế da zin nguyên bản theo xe. Đấy, tất cả những chi tiết chỉnh ghế, nhớ ghế nằm ngay phần tâm ly cánh cửa. Vì vậy là các bác rất là dễ điều khiển, rất là dễ chỉnh và nó tạo nên cái độ thẩm mỹ cao. Đấy. Về nội thất của dòng này thì không phải bàn rồi, nó là một cái dòng xe quá là đẹp về phần nội thất cũng như là khả năng vận hành, êm ái, trơn tru, mượt mà. Đấy. Với cửa tiền là 485 triệu cho cái mẫu xe này. Đấy. Bác nào mà quan tâm có thể là cân nhắc về kinh tế giữa hai cái mẫu xe Toyota và mẫu xe Mercedes, một cái dòng xe thương hiệu và một cái dòng xe rất là phổ thông và lành máy, cũng như là dòng xe này thì ở trên thị trường người ta chạy rất là nhiều. Đấy, với hai cái mẫu xe này thì GLK chạy cũng rất là nhiều luôn, chạy thì sướng. Đối với bản thân em, riêng bản thân em thì em lại thích của những dòng xe châu Âu bởi vì nó nhiều cái option hiện đại. Đấy, tuy cái chi phí bảo dưỡng của nó chấp nhận những dòng xe sang nó phải cao hơn những dòng xe phổ thông một chút, nhưng mà khi chạy thì cảm giác nó đem lại cho mình cảm giác lái sướng và cảm giác an toàn rất là cao. Ở những dòng xe châu Âu bao giờ nó hỗ trợ những cái phần chi tiết an toàn rất là cao luôn. Đấy. Và hai cái mẫu xe này thì bác nào quan tâm đến cái mẫu xe nào thì alo cho em. Fortuner 2012 form mới, giá là 495 triệu. Mercedes GLK 300 2009, đăng ký lần đầu năm 2010, giá 485 triệu các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm thì alo, số điện thoại của em là 0829 777 777. Các bác có thể nhắn tin, gọi điện với alo. Như là cần bán dòng xe ô tô cũ thì các bác có thể alo cho em nhé.